Trong gia đình bà Thảo ấy, thì việc sử dụng đầu tư vào công ty hay là sử dụng tiền để chi trả hoặc là chuyển cho mẹ chồng như cái khoản mà tôi nêu cho mẹ chồng ấy, là gần 1.000 tỷ đồng. Quý vị có thể thấy rõ cái việc đó. Thế thì để làm rõ cái số tiền đó thì người ta phải làm rõ là gì, cái nguồn gốc tạo lập của nó là ra làm sao này, đúng không? Thời điểm này nó còn hay không này, và quá trình đó nó được chi dùng như thế nào thì mới có cơ sở để yêu cầu chi. Trước đó thì người ta đã rút đơn, mà quý viện thì biết khi người ta rút đơn thì tòa người ta ngừng hết các hoạt động liên quan đến cái yêu cầu đó, người ta không thu thập chứng cứ, người ta không hòa giải, mà thiếu các thủ tục đó thì không thể giải quyết cái yêu cầu đó tại tòa được. Viện kiểm sát người ta nhận định vấn đề này đúng, nhưng mà người ta lại không đưa ra cái giải pháp cụ thể. Như tôi nghĩ là của chồng công vợ, và cái điều đặc biệt nữa là tòa án thì người ta phải làm sao để có tất cả các cái chứng cứ để mà trong suốt cái quá trình 3 năm 3 tháng vừa rồi thì rõ ràng là người ta có đủ cái thời gian để người ta phải để lấy tất cả các cái chứng cứ cần thiết và để làm sao mà có thể là làm rõ. Tuy nhiên thì cũng đặc biệt lưu ý là tòa sẽ chỉ chia ở cái thời điểm hiện nay thôi. Ví dụ như trước lấy nhau thì hai vợ chồng có 1.000 tỷ chẳng hạn, nhưng mà đến cái ngày mà ly hôn còn có 1 tỷ thôi thì cũng phải chia có 1 tỷ thôi, không thể nào chia 1.000 tỷ được, đó là hoang tưởng, đúng không? Cho nên là mình phải